sức mạnh của sám hối. Mỗi người chúng ta trong quá khứ vì thiếu hiểu biết mà tạo vô số ác nghiệp, khiến tự tánh quý giá bị ô nhiễm, giấy bẩn bụi trần. Do tâm bị vô minh che lấp khiến chúng ta chẳng thể nhìn thấy ánh sáng quang minh, vì vậy cần phải quét sạch trần cấu. Theo nhà Phật, phương pháp tẩy sạch trần cấu tốt nhất chính là sám hối, một trong các thiện hạnh như tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, trì chú. Tổng giám đốc Trần là nữ doanh nhân, chủ một đại xí nghiệp thành đạt. Bà học Phật đã hơn 2 năm, dưới ảnh hưởng của bà, nhiều nhân viên trong xí nghiệp cũng bắt chước ăn chay tập tu theo. Nhờ đó mà đời họ thay đổi, tinh thần phấn chấn, xí nghiệp càng phát mạnh, chất lượng sản phẩm thêm ổn định. So với các xí nghiệp khác thì bà Trần là một nữ lãnh đạo nổi tiếng, được mọi người nhiệt liệt khâm phục, ngợi khen. Ngày nọ bà Trần đến nhà tôi, kể về tình trạng sức khỏe mình. Bà than thời gian gần đây mình hay bị nhức đầu dữ dội mà không rõ nguyên nhân. Chứng bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác, sinh hoạt và việc tu tập của bà. Lúc bà Trần đương kể lể về chứng nhức đầu, thì tôi bỗng nhìn thấy từ vai trái đến gáy của bà xuất hiện một con cá sấu thiệt to không ngừng cắn xé nơi cổ bà, khiến cho phần bên trái đầu, máu chẳng cung ứng đủ cho não. Tôi không kìm được, vội hỏi, bà có từng ăn thịt cá sấu hay loài vật hoang dã nào không? Ôi chao, tôi đã ăn qua rất nhiều thịt động vật. Bà Trần rầu rĩ nói, trước đây, khi còn ăn mặn, do phái thường xuyên chiêu đãi xã giao với khách, nên tôi đã ăn hầu hết mọi loài hoang dã như đà điểu, rùa, thỏ rừng, gà tuyết, độc xà, thậm chí cả cá sấu nữa. Nhưng mà thịt cá sấu tôi chỉ ăn qua có một lần, hơn nữa lại là dạng thịt đông lạnh, người ta đã giết sẵn trước đó rồi. Tôi giải thích, mặc dù bà chỉ ăn một miếng thịt, nhưng chính bà là người đứng ra mời khách, tự xuất tiền cho vụ tạo ác nghiệp này. Phải biết những loài động vật hoang dã tương tự cá sấu có tính linh rất lớn, chẳng nên tùy tiện giết nó. Không nên vì ham ngon miệng no bụng mà ăn thịt chúng. Ngài Tuyên Hóa từng giảng vì sao không nên sát sinh. Lý do như sau, chúng ta ăn thịt chúng sinh sẽ thu nạp khí và máu huyết súc sinh vào thân chúng ta, thần thức nó cũng đeo theo quấy phá. Chính con cá sấu đã ra tay báo thù, khiến thân thể bà luôn bệnh hoạn, cực suy. Hiện giờ thần thức nó đang ở phía bên trái từ vai đến gáy của bà, nó không ngừng cắn xé cổ bà, làm cho não bên trái máu không cung ứng đủ. Đó là nguyên nhân vì sao bà bị nhức đầu. Bà Trần tỉnh ra, nói như thế thì tội tôi quá lớn, vì tôi từng ăn qua rất nhiều động vật hoang dã, nhất định tôi phải sám hối, tụng kinh, phát nguyện. Trước tiên phải hồi hướng cho con cá sấu này. Tối đó, tắm rửa xong, bà Trần quỳ trước Phật tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho con cá sấu đã bị giết hại. Trong quá trình tụng kinh, bà ráng chịu đựng, kiên trì tụng hai bộ kinh Địa Tạng và khắc phục được các chứng chóng mặt, nhức đầu. Qua hôm sau, lúc gặp lại, tôi thấy tinh thần và tướng mạo bà đã có thay đổi tốt. Mặt bắt đầu tươi tắn hồng hào, những vết ám đen cũng tan hơn phân nửa. Chiều đó mấy đạo hữu đến thăm bà Trần, trước mặt mọi người, bà tổng giám đốc oai vệ này đã buông bỏ hết vẻ cao ngạo quan liêu của mình, thành khẩn kể lễ phát lộ những lỗi lầm mình từng phạm trong quá khứ, chân thành sám hối tội mình đã từng ăn và giết hại nhiều sinh vật. Bà sám hối ngày xưa khi làm lãnh đạo đã có tâm cống cao ngã mạn, nóng nảy hẹp hòi, sám hối mình lúc chưa học Phật đã tạo nhiều ác nghiệp chất chồng. Ngay lúc bà đang sám hối, những vết ám đen còn lưu trên mặt dần dần tan biến hết, thay vào đó là nét sáng rỡ, hồng hào tươi tắn. Lúc này tôi nhìn thấy những chúng sinh từng bị bà làm hại đang thấp thoáng ẩn hiện dưới uy lực chân thành sám hối của bà. Chúng sinh tâm tha thứ hỷ xả, rồi từng tốt cùng bay lên, trong chốc lát đã giảng sinh vào thiện đạo. Sức mạnh sám hối thù thắng và cực kỳ lớn như thế đã khiến mọi người xúc động sâu sắc, cả hội trường nhốn nháo, cùng nhau thú tội. Thế là, anh một câu tôi một câu, ai cũng thành tâm phát lộ nhận lỗi, lao sao tự kiểm điểm ác nghiệp và những lầm lỡ, sai quấy mình đã tạo trong quá khứ. Sức mạnh của sám hối đúng như Phật từng thuyết trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt như sau: nếu người tạo tội nặng mà biết ăn năn tự trách, sám hối lỗi xưa, nguyện không tái phạm, ác có thể nhổ sạch tận gốc mọi ác nghiệp.